xin chào tất cả mọi người hôm nay đã quay lại kênh của mình. Hôm nay mình sẽ làm một video ngắn quay lại cảnh sân bay Đà Nẵng, chia sẻ cho mọi người cùng xem mọi người nhé. Đây là con đường Nguyễn Văn Linh, phía trước có cổng đường vào sân bay quốc tế Đà Nẵng các bạn nhé. Lúc này hiện tại là 4 giờ sáng rồi, đang mưa bay bay. À, mới vừa xuống xe để chuẩn bị di chuyển vào sân bay Đà Nẵng. Buổi sáng thì mình sẽ bay từ Đà Nẵng ra Phú Quốc các bạn nhé. Đây là khung cảnh ở phía trước cổng vào sân bay. Mình quay sơ bộ, trời mới vừa mưa xong luôn các bạn. Đây là lúc đây là sáng rồi các bạn, sáng là trời mưa rất là to luôn, mưa rất nhiều, cả mình đợi cả ngày luôn mà nó không xứng luôn các bạn, gặp những ngày mưa, còn mưa không đi đâu được hết cả. Đây là mình đang di chuyển vô trong sân bay rồi các bạn, hôm nào mình về lại thì mình sẽ quay lại cảnh đẹp hơn, chia sẻ cho mọi người cùng xem. Đây là xếp hàng phía trước vào mình khai báo y tế rồi để mình di chuyển vào bên trong của sân bay làm thủ tục để bay các bạn nhé. Đây là khung cảnh bên trong sân bay quốc tế Đà Nẵng, mọi người đang xếp hàng làm thủ tục. Hôm nay mình đi Bamboo Airways nên mình di chuyển qua quầy Bamboo để làm thủ tục trước khi bay các bạn nhé. Đây là các quầy của Vietjet. Sau khi mình đã làm xong thủ tục bên Bamboo thì mình di chuyển qua cổng hải quan để mình di chuyển vào bên trong. Đây là cô bên trong của sân bay. Khi mình đã làm thủ tục xong, mình di chuyển qua cửa bên này các bạn nhé. Hôm nay là mình đi bên Bamboo nên mình chuyển bên này, không có mình đi thẳng qua tàu bay luôn. Mình không có di chuyển qua xe buýt nữa các bạn. Đó là các quầy bán đồ ăn thức uống và các quầy đồ lưu niệm sân bay các bạn nhé. Đây là chỗ ăn cho mọi người, các quầy bánh rượu thuốc đây, rất là đẹp. Đó là các sản phẩm thời trang. Quay sơ bộ khung cảnh bên này và mình sẽ di chuyển qua bên hàng ghế đợi chờ để mình ngồi nha các bạn. Cho mình đi kia cho mình ngon nhiều nên điện thoại mình cũng sắp hết pin rồi các bạn. Mình di chuyển qua bên này mình ngồi và mình sạc pin hả. Và cái gì sau mình ghé lại nơi đây thì mình sẽ quay lại khung cảnh để sẽ cho mọi người cùng xem. Và ở phía bên ngoài trời thì nó cũng đang mưa, không sửa sững các bạn. Bắt đầu mình di chuyển xuống hàng ghế chờ mình ngồi. Hàng ghế này người ta đánh dấu X thì mọi người ngồi vị trí cách nhau các bạn. Hàng 4 ghế thì mình chỉ ngồi được 2 người thôi, còn nữa cách ra vì dịch Covid nên không vào gần nhau. Trong bay rất là thoáng mà rất là đẹp. Đây là các quầy sách. Chút nữa mình sẽ di chuyển qua cỡ số 4 để mình xuống máy bay. Đó, máy bay mà nó đang đậu bên này nè, nó sát luôn. Mình sẽ di chuyển cái ngoài cửa mình đi xuống tiếp lên máy bay luôn. Còn nha. Ở phía bên ngoài thì vẫn đang mưa. Máy bay A320 của hãng Vietjet đang đậu. Hôm nay mình đi A321 của Bamboo Airways gọi nha. Cảm ơn mọi người luôn đồng hành và ủng hộ video trên kênh của mình. Mọi người xem video trên kênh của mình thì hãy cho mình một like, một đăng ký kênh và bật chuông để theo dõi các video mới trên kênh của mình giúp các bạn nhé. Bây giờ thì mình xin phép tạm dừng video tại đây.
Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video mới tiếp theo trên kênh của mình. Các mọi người nhớ bật chuông để nhận thông báo mới nhất của mọi người nhé.